lượng cơ thể thì các anh chị bật mic chia sẻ. À vâng, xin mời Alo. Bác Nguyễn Trọng Viện ạ. Vâng, mời bác chia sẻ. Chào thủ lĩnh Phi Thị Lan. Dạ vâng ạ. Ok nhà, cứ khoan khoan bác xin lỗi đi. Bác bật mic lại đi, bác bật mic lại đi ạ. Tên bác tôi là và Alo. Mọi người à, vâng, nghe rõ rồi, bác chia sẻ đi ạ. Tên tôi là Nguyễn Trọng Viện ở Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Thế thì năm nay là tôi 70 tuổi. Riêng bản thân tôi thì bị cái bệnh thấp khớp là từ còn bé. Thế và hai nữa là cách đây 10 năm thì lại bị thêm cái bệnh gút. Thế và loãng xương. Thế rồi là máu mỡ, gan nhiễm mỡ. Thế thì vào cái đầu tháng 7 thì bản thân tôi là được cô em Lương là chia sẻ cho cái sản phẩm của CBG. Thế sau khi sử dụng từ ngày 15 tháng 7 đến nay thì cũng đã là gần là 3 tháng. Thì tôi thấy là cái sản phẩm của CBG rất là tốt, hợp với cơ địa của tôi. Đến nay thì cái phần mà cái khớp thì đi lại là đã thuận tiện nhiều. Hai nữa là cái dịch khớp, trước đây đi khám là 11 mi thì đến bây giờ là coi như dịch là không còn nữa. Cái thứ ba nữa là cái hiện tượng loãng xương mà trước đây tôi cứ đứng thì nó làm cái nhốt cái ở sống chân này sụn xuống. Thì 3 tháng nay khi sử dụng CBG thì đến bây giờ là không thấy có những cái hiện tượng như thế. Thế và riêng là đặc biệt là cái gút thì trước đây là đi khám là 645 nhưng mà bây giờ thì chỉ còn có 460. Thế thì qua cái thời gian sử dụng là 3 tháng thì tôi cảm thấy là cái sản phẩm của CBG thì rất là tốt. Cho nên là tôi cũng đã mong muốn là mọi người tìm hiểu về CBG và sử dụng cái CBG để cho cái bệnh mãn tính của mình nó được giảm mà cơ thể nó được thay đổi, nó khỏe và cường tráng lên. Riêng bản thân tôi thì thấy bây giờ là trong cơ thể con người là rất là khoan khoái, sảng khoái và hiện nay là các cái cơ bắp cảm thấy nó chắc lên so với trước, nó bèo nhào thì bây giờ nó chắc hẳn lên. Thì hôm nay thì cũng là rất là vinh dự là được thủ lĩnh cho chia sẻ, thì xin chia sẻ để cho mọi người trên Zoom chúng ta nắm được để chúng ta hiểu và sử dụng cái sản phẩm cho ngày càng được đông người hơn. Xin hết ạ. À vâng, xin cảm ơn câu chuyện sử dụng sản phẩm của bác Nguyễn Trọng Viện rất là tuyệt vời ạ. Vâng, bác cũng là người mà nhân duyên phúc đức đủ đầy mà bác đã đón nhận cái giải pháp CBG này rất là nhanh. Nếu như những cái căn bệnh của bác như vậy mà đặc biệt nữa là ở cái tuổi của bác bây giờ đã ngoài 60 rồi đúng không ạ? Nhưng mà bác để những cái vấn đề đó mà để cho bác sĩ kết luận đó là gì ạ? Sống chung với lũ, hoặc bác có thể lần lượt chữa từng vấn đề một. Nhưng các bạn có biết không, nếu như để chữa một lần lượt từng vấn đề một, thứ nhất thì chúng ta sẽ cứ chữa cả đời. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi là trong cơ thể chúng ta từ 50 tuổi trở lên thì ít ra không cần kiểm tra sức khỏe, chúng ta cũng mắc ít nhất từ 4 căn bệnh trở lên. Thứ nhất đó là tiêu hóa, thứ hai nữa là xương khớp, thứ ba nữa là tim mạch, và thứ tư nữa là gì ạ? Cái vấn đề về tuần hoàn máu. Ít nhất là 4 cái vấn đề cơ bản, còn ngoài ra những cái vấn đề xung quanh ví dụ như men gan cao, ví dụ như là tiểu đường, ví dụ như là nhiều những cái vấn đề khác. Nhưng mà nếu như chúng ta mà để những cái bệnh đó mà chúng ta đi bệnh viện chúng ta khám xét thôi thì đã tốn rất nhiều tiền rồi, tốn hàng tiền triệu rồi. Và chúng ta chữa lần lượt từng cái bệnh đó thì chúng ta sẽ chữa cả đời. Và chúng ta chữa cả đời rồi thì làm sao ạ? Tại sao lại chữa cả đời? Bởi vì chúng ta cứ chữa được cái nọ nó lại xọ ra cái kia. Đúng không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý với tôi điều này ạ? Chúng ta cứ chữa được cái nọ nó lại xọ ra cái kia, hay là nó là con dao bốn lưỡi ạ? Đúng rất là đúng, ở cả nhà thì có thể là giơ ngón tay cái cho tôi được biết được không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý với tôi điều này? Đúng không ạ?